Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 6 tháng 3 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 5 token Red này đã list trên sàn Binance bạn. Và mình có một cái video update các bạn update chỉ dí bạn. Thì hiện tại trên dự án nó có một cái update mới lần nữa các bạn. Thì các bạn mở bot của tất cả các bạn ra nè các bạn. Bot đợi quá. Thì trên dự án nó kêu các bạn update lại cái địa chỉ mạng ETH hoặc là BC scan hoặc là ví Huobi này của Chain nè. Thì các bạn vào một account nè các bạn. Các bạn bấm vào account nha các bạn. Sau khi các bạn bấm vào account, các bạn bấm vào link account nha các bạn. Nó kêu mình link wallet nè. Rồi các bạn bấm vào một link wallet nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gỡ địa chỉ ví BNB Smart Chain hoặc là địa chỉ ví Huobi của Chain hoặc là địa chỉ ví ETH các bạn, thì mình sẽ gỡ địa chỉ ví chocolate của mình các bạn. Các bạn sorry các bạn vì cái máy cái này của mình nó chậm quá các bạn ơi. Rồi tất cả các bạn copy địa chỉ ví BNB Smart Chain BET20 của mình nha các bạn. Rồi các bạn dán cái địa chỉ BNB Smart Chain mình vào đây nè. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Như vậy là mình đã cập nhật tài khoản ví của mình xong rồi các bạn. Vậy là xong rồi các bạn. Ok, vậy mình đã cập nhật lại dự án nhận 5 token Red đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.